Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 15. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân trang 17 và bài tập môn toán lớp 4 tập 1. Và các em nhớ trên kênh của chúng mình thì chương trình toán lớp 3, lớp 4, lớp 5 và lớp 6 thì thầy đã quay xong. Và đây là một trong những cái bài mà còn thiếu ở trong chương trình toán lớp 4 thì thầy quay cho nó đầy đủ hay nói tiếng Anh một tí gọi là full đúng không? Rồi, và bây giờ thì không linh tinh và không liên thuyền nữa chúng ta sẽ vào nhiệm vụ hôm nay của chúng ta thôi. Đó, bài của chúng ta đây. Ta đến với cái bài số 1 này, yêu cầu mình là viết theo cái mẫu. Vậy thì ở đây, người ta cho mình một cái bảng này. Đó, các em quan sát này. Cột thứ nhất là đọc số này, cột thứ hai là viết số, cột thứ ba là phân tích cái số này gồm có cái gì người ta làm mẫu này. Đọc 92.523. Đấy thì người ta viết số này. Khi mà viết số xong người ta phân tích này. Vậy thì ở đây có 92.000. 000 Nghìn là 92.000 500 này. 20 và 3 đơn đơn vị. Được chưa? Rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ viết số tiếp theo này. 50.843. Vậy thì chúng ta cũng sẽ là 50.000 nè. Được chưa? 843. Được chưa? 50.843. Được chưa các em? Đấy. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ phân tích nó ra. Sẽ bao gồm bao nhiêu? Bao nhiêu đây? 50.000. Đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ ghi ở đây là bao nhiêu? 50 chục nghìn nè. Đấy. Được chưa? Rồi, mấy trăm? Mấy trăm đây? Tám gì? Tám trăm nhá. Tám trăm. Đúng không? Đấy. Tám trăm nè. Mấy chục nè. Mấy chục đây? Bốn chục. Và ba đơn gì? đơn vị. Đấy, 800. 8 này chúng ta chỉ ghi bằng số, người ta không ghi bằng chữ thì chúng ta ghi bằng số 800. Đúng không? Đấy, 4 chục. 4 chục. mấy đơn vị? 3 đơn vị. Được chưa? Đấy, chúng ta sẽ phân tích giống như bài mẫu của người ta. Được chưa nào? Rồi, tiếp theo này. Ở đây họ chỉ cho mình là viết số thôi, chứ không, chưa có đọc số và chưa có phân tích này. Vậy thì ở đây các em có thể phân tích trước cũng được. Vậy đây, nghìn thì có bao nhiêu đây? Mười mấy? Mười sáu nghìn này. Đúng không? Đúng chưa nào? Hay là khác các em? Tại vì cái mẫu ở đây họ không có phân tích ra là đúng ra đây phải là 10.000 60, âm à, bao nhiêu? 10.000 nè. 6.000 nữa nè, đúng không? Vậy thì đây là 10 16.000. Được chưa? Đấy. Vậy thì 16.000 mấy mấy trăm 300 Được chưa? mấy chục, hai chục và mấy đơn vị, năm đơn vị. Đấy vậy thì chúng ta phải làm theo mẫu nhá. Đấy, nếu mà làm như cái kia thì sẽ là 10.000, 6.000, 320 và năm đơn vị. Nhưng mà cái bài mẫu người ta ở đây người ta không phân tích ra là 90.000 rồi 2.000 mà là đấy luôn là 92.000. Nên là các em làm theo đúng mẫu, được chưa? Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta đọc thôi. Sẽ là mười mấy? Mười. Mười sáu nghìn. Bao nhiêu kìa okay, em? Ba trăm. Hai mươi mấy. Quá đơn giản rồi đúng không? Mười sáu nghìn ba trăm. Hai mươi. Hai mươi lăm đúng không? Đấy. 25. Được chưa? Rồi xong nhá. Tiếp theo nè. Người ta cho mình đọc số nè. 75.002. Đó, vậy thì chúng ta sẽ viết 7 75 000 0 trăm, không chục và hai đơn gì? Đơn vị. Vậy thì cái số này chúng ta sẽ phân tích làm sao? Nó sẽ có là bao nhiêu? bảy mươi mấy bảy mươi lăm nghìn đúng không đấy và gì không trăm không trăm thì chúng ta phải ghi nha các em đấy không trăm không chục và hai đơn vị được chưa không chục rồi hai đơn vị được chưa các em đấy vậy thì đây xong nha Tiếp theo thì người ta cho giống như ở cái hàng số 3 thì chúng ta có thể phân tích trước hoặc là chúng ta đọc trước cũng được. Vậy đây sẽ có bao nhiêu? 60 mấy nghìn, 67 nghìn. Đúng không? Mấy trăm, không trăm. Mấy chục. Mấy chục nhỉ? Năm, năm chục. Và bao nhiêu đơn vị? Bốn đơn vị. Được chưa? Đó, dễ như ăn, ăn là gì? ăn kẹo đúng không Đấy. Và chúng ta sẽ đọc là 60 7 nghìn 67 000 nha Đó. bao nhiêu không trăm nè không trăm bao nhiêu game 54 54 hay 54 cũng vậy đúng không? 54. Đó, được chưa? Rồi thầy cho nó nhỏ lại. Không nó chậm sang bên kia rồi. Rồi, xong nha. Đấy, như vậy chúng ta đã thực hiện xong được cái bài số 1 này. giờ chúng ta sẽ đến bài số 2. Thì yêu cầu mình là viết số thành cái tổng theo mẫu này. Vậy thì mẫu họ cho ở đây này. Đó, các em nhìn cái mẫu họ cho nè. 82.375 thì người ta phân tích ra nó sẽ là 80.000 cộng 2.000 cộng 300 cộng 70 và cộng 5 đơn vị. À, bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái số này. Bao nhiêu? 46.719. Vậy thì 46.000 tức là nó sẽ tương đương với 40 gì? 40.000 nè. Đúng không? Đấy, cộng với bao nhiêu? 6 gì? 6 000 à? Đó, cộng với bao nhiêu? 7, 700. Cộng với mấy chục? Một chục. Và cộng với mấy đơn vị? 9 đơn vị. Được chưa? Đấy, quá đơn giản rồi đúng không? Tương tự như vậy, ở đây chúng ta sẽ phân tích. Đọc là bao nhiêu? 18.304. Vậy thì 18.000 vậy thì ở đây nó sẽ là có 10 gì? 10.000. Đúng không? Đấy. 10.000 cộng với mấy? 8.000. Đấy. Được chưa? Cộng với bao nhiêu? Cộng với 3 300. Cộng với mấy chục? Không chục thì chúng ta không không ghi ở đây. Không chục nha. Đó, cộng với không chục này cộng với mấy đơn vị bốn đơn vị đấy vậy thì ở đây chúng ta cái cái không trục này chúng ta có thể ghi hoặc không ghi tùy theo nha đấy, thì cứ ghi đầy đủ nếu mà giáo viên không yêu cầu chúng ta bỏ không được cho nó chi tiết vậy có nhiều giáo viên họ sẽ bắt làm đầy đủ theo cái mẫu này chứ không được lược rồi tiếp theo sẽ là 90.909 vậy thì nó sẽ là có 90 gì 90.000 cộng với mấy mấy nghìn cộng với mấy nghìn đây? Không nghìn đúng không? Đấy, cộng với không nghìn. Vậy thì không nghìn ở đây nè, chúng ta không cần ghi. Được chưa? Đấy, cũng giống như trên này thì kem vừa nãy thầy nói là ghi hay không ghi thì tùy. Nhưng mà theo đúng của nó thì chúng ta không cần ghi. Được chưa? Vậy thì đây sẽ có là 90 nghìn này, cộng với không nghìn nè. Rồi, cộng với bao nhiêu nữa các em? Cộng với 9 gì? 900 đúng không? Và cộng với mấy đơn vị? 9 đơn vị. Được chưa? Được chưa nào? Đấy. Tức là đây sẽ là 90.009. Vậy thì nó sẽ là 90.000.900. 90 không chục và 9 đơn vị. Rồi. Tiếp theo nào. 56.000. Vậy thì ở đây sẽ là 50 gì? 50.000 này cộng với 6 6 nghìn này cộng với hàng trăm ở đây sẽ là số gì số 0 chúng ta không cần ghi nhé cộng với 5 5 chục và 6 đơn đơn vị được chưa Đấy, xong cái bài số 2 nha Giờ chúng ta sẽ cùng đến với bài số 3 Viết số thích hợp vào ô trống theo cái mẫu Vậy thì mẫu ở đây nè Họ cho mình hàng ngang thứ nhất là các số này 35, 53 Đó, rất là nhiều Vậy thì tìm này, giá trị của chữ số 3 Vậy thì giá trị số 3 trong cái số 35 này này Số 35 này là 3, chục và 5 đơn vị Vậy thì chữ số 3 này sẽ đứng ở là 3 gì? 3 chục, tức là 30 Vậy thì chữ số 3 ở đây sẽ đứng như thế nào các em nhỉ? 53 thì chữ số 3 nó chỉ là 3 đơn gì? Đơn vị Tiếp theo 324 thì chữ số 3 sẽ là 3 gì? 300. Đúng không? Rồi. Ở đây đọc là 23.578. Vậy thì chữ số 3 này sẽ đứng với giá trị là 3 gì? 3 gì các em? 3 gì? Đúng không? Rồi. Tương tự như vậy. Đây đọc là 30.697. Vậy thì chữ số 3 này sẽ đứng với giá trị là 30 gì? 30 000 Đúng không? Rồi. Tiếp theo là 359.708. Vậy thì chữ số 3 này sẽ là 300 300. Nghìn. Đúng không? Đấy. Được chưa nào. Rất là đơn giản đúng không các em? Rồi, chúng ta đến với bài tiếp theo, đó là cái bài số 4 này. Viết vào cái chỗ chấm theo cái mẫu. Đấy, vậy thì ở đây họ có này. Chữ số 0 trong cái số nè, 30.522 thì cho biết chữ số 0 này, chữ số ở hàng nghìn là 0. Đấy, vậy thì giờ chúng ta sẽ nhìn vào đây, số tiếp theo ở câu B này Số 0 trong số 8.074, 80, vậy thì số 0 này ở hàng gì? 8.000, vậy thì nó sẽ nằm ở hàng gì? hàng trăm nó kem đọc như thế nào thì chúng ta phải phải chú ý. Vậy thì sẽ là số gì? Số 0 ở đây sẽ là hàng hàng trăm. Được chưa? Tương tự như vậy. Câu C này. Chữ số 0 trong số 205.316 này. Vậy thì số 0 này 205.000 tức là chữ số này sẽ đứng ở hàng gì? chục gì? chục nghìn, đúng không? Đấy. Vậy thì chữ số 0 này nó sẽ đứng ở hàng gì? Hàng chục nghìn đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ ghi ở đây nó là hàng gì? Hàng chục nghìn. Đấy. Chục nghìn nha. Được chưa? Đó, à, và đây chắc chắn là nó là chữ số gì? Số 0 rồi không chạy đi đâu được đúng không? Rồi chữ số 0 trong số này. Như vậy ở đây nó sẽ có hai chữ số 0. Ở đây là 200 nghìn. Vậy thì hai là hàng trăm nghìn. Số 0 đầu tiên này sẽ là hàng gì? Hàng chục nghìn nè. Đúng chưa? Đấy, sẽ là hàng chục, chục nghìn nè. Là một chữ số 0 nè. Rồi, chữ số 0 tiếp theo đây nè. Nó lại đứng ở hàng gì? Hàng nghìn. được chưa? Đấy. Vậy thì chữ số 0 đây có hai chữ số 0. Nên là nó sẽ đứng ở hai hàng khác nhau một chữ số 0 ở hàng chục nghìn và một chữ số 0 ở hàng hàng nghìn được chưa các em? Rồi, đấy như vậy chúng ta đã thực hiện xong cái bài số 15 này nhá. Và các em nhớ là đừng quên chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình nha. Bye bye.